Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Thì hiện tại giờ Phú đang đứng ở trong quảng trường tỉnh nè, thành phố Biên Hòa ha. Đó, đây là bên trong khuôn viên nè. Buổi tối thì người ta hay vào đây đi chơi trong này, đi bộ, tập thể dục rồi hóng mát. Các cặp tình nhân chở nhau đi vào đây chơi. Đó, thì hôm nay là ngày lễ Đức Tây ha, 1 tháng 1 năm 2018, thì mọi người cũng đổ xô vào đây cũng rất là đông. Mà hôm nay ở trong này thì không có sự kiện gì hết, người ta chỉ vào để người ta đi, giống như người ta đi dạo mát thôi. Đó, có những cái vườn cỏ như vậy đó, ở bên trong thì nó có những cái đường đi bộ, người ta sẽ vào trong đó, người ta đi bộ trong đó. Đó, là trực diện đi vô ha. Ở bên phía xa xa bên kia quý vị nhìn thấy á, ánh đèn sáng sáng bên kia là khu vui chơi, khu vui chơi cho các em. Đấy, thì ở đây á, các em thường là buổi tối là hay đến đây là chơi, ví dụ như trượt patin nè, rồi trượt ván, đạp xe đạp đủ thứ hết. Đấy, rồi một số người thì nhà gần đây thì người ta qua này người ta chơi, đi dạo mát, tập thể dục buổi tối. Đó, thì bây giờ mình sẽ chạy một vòng ở trong này, mình quay cho quý vị các bạn xem ha, để cho quý vị thấy là quảng trường tỉnh bây giờ nó đã thay đổi khá là nhiều rồi. Quý vị ở xa nhà thì xem video cho đỡ nhớ nhà nha. Ok, bây giờ mình sẽ chạy vào bên trong kia ha, quay đây nè. Đây, người ta đi chơi đó, khá là đông nè. Đấy, người ta cứ để xe hai bên về, người ta vô bên trong người ta ngồi chơi. Thì khi mà quý vị vào trong này ngồi chơi cũng cẩn thận xe cộ nha, trong này là hay bị mất xe lắm á. Mặc dù là có camera nó giám sát nhưng mà xe cái tình trạng mà bị mất là vẫn xảy ra thường xuyên luôn. Đấy, ở bên phía trong kia là bảo tàng ha. Ở đàn đó. Đó, ở đây tình trạng mà mất xe là xảy ra thường xuyên luôn á. Rồi, giờ mình rẽ qua bên cái đường bên này này. Bên phía này có rất là nhiều đèn đẹp. Đấy, thì ở bên này là có quán cà phê. Đó, cà phê rất là đẹp ha. Đấy, cà phê ngoài trời thế này này. Rồi bên khu bên kia thì khu vui chơi giải trí cho các em nhỏ. Đó, nó giống như là một cái công viên. Đấy, bên này là bên khu bảo tàng thôi ha. Đấy, có những chiếc xe tăng bên này, xe tăng Đại Bác ra để bên này. Đó, rồi kẹt xe rồi. Này là khu vui chơi của các em. Đấy, muốn vào đây thì quý vị phải gửi xe ở đây ha, gửi xe để vào đây chơi. Đó. Đó, trong này có rất là nhiều trò chơi cho các em này nè, rất là đẹp. Đấy, các bậc phụ huynh là ngày cuối tuần và ngày lễ thì dắt các con nhỏ mình vào đây chơi rất là đông. Đấy, rồi đây, hết đường rồi mình sẽ quay ra ha. Ở trong có rất là nhiều trò chơi. Đó, những quán ăn, quán nước. Đấy, giải khát ở bên này. Đó, quý vị thấy là người ta, gia đình người ta vào đây chơi rất là đông ha, những ngày lễ cuối tuần nè.
thì quảng trường tỉnh bây giờ là người ta đã dùng để người ta làm trung tâm tổ chức những cái sự kiện ha quý vị ha. Đấy. Quanh nước dọc đường này. Bên trong kia có hồ nước ta làm lên rất là đẹp. Phía xa xa kia thì có quán cà phê, nhờ mở quán cà phê cũng hay. Là người ta có lựa chọn quán cà phê trong này, người ta vào ta uống cảm giác nó được mát mẻ và an toàn hơn ha. Đấy, ngồi trong này này đó. Quán cà phê như thế này rất là đông luôn. Đó. Thấy này. Rất là đông ha. Bên trong này có quán cà phê không đây? Tới đây thì chúng ta ra tới bên ngoài rồi. Đó. Thì ở bên trong đây có những cái khu vui chơi thế này này, khu vui chơi miễn phí ha, cầu tụt cho các em nè, đấy, rồi những cái máy tập thể dục ở trong đây. Đó. Đây là chúng ta đi ra ngoài rồi ha. Ở trong này có quán cà phê Đào Phạm. Ok thì bây giờ chạy ra ngoài luôn ha. Đây. Đi ra ngoài. Người ta đang đổ xô về bên ngoài đi chơi khá là đông nè. Đấy, kẹt xe quá trời. Đang chờ đèn đỏ. Đấy, cái đèn xanh rồi kìa. Đi thôi. Đây lâu vô cùng, 70 giây. Chúng ta chờ đèn đỏ ha. Mọi người đang đổ dồn về trung tâm thành phố để chơi này quý vị. Rồi mình sẽ rẽ qua đường bên này ha. Đây đây có những cái quán ăn dọc đường này. Khá là đắt hàng luôn. Bên phía
phía bên này là có một cái công viên nhỏ đây ha. Công viên này thì không có chạy xe lên được, chỉ có để xe dưới lề đường rồi lên ghế, ngồi ghế đá thôi. Đấy. Phía chỗ này là trường Trần Hưng Đạo. Và sắp sửa tới ngã tư Bình Bích nha mọi người.